Lời đầu tiên xin được thay mặt ban lãnh đạo công ty xin được gửi đến quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Chúc cho buổi lễ của chúng ta diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt giám đốc vận hành của Johnny thì tôi cũng gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả các quý vị tham dự buổi ngày hôm nay, tất cả những khách hàng, những người bạn, những đối tác đã tham dự với Johnny Spa ngày hôm nay. UN Spa뿐만 아니라 베트남 스파니 뷰티 분야의 파트너들에게 감사의 말씀을 전하고요. 가까운 장래에 한국은 물론 베트남의 KBT 산업에 더 많은 협력의 기회가 있기를 바라겠습니다.